Phong Sa Mối xin chào bà con chú ha. Dạ đây là một cái con cá rồng cái gì bà con chú, loài to đúng luôn nè. Trời ơi. Dạ đây thì cảnh quan của Linh Hoa Tây Đàn ha bà con cô chú nè. Dạ. Dạ, giờ mình đi lên trên tầng 3 anh con chú ha. Dạ. Mình sẽ đi lên tầng 3. Trên đây là gió là mát lồng lộng à, cô chú ha. Dạ. Wow. Quá trời, ai có lỗ ông này con chú nè. Cái cửa này phải đóng lại rồi nha bà con cô chú ha. Đi vô trong không cậu, chúng bỏ về mình bỏ dép luôn đi. Đi vô bên trong ha. Mua gì mà ở trong đây hình như hơi tối hay bà con cô chú ha. Dạ ánh sáng không có đủ. Dạ không số mốt thấy còn có cái tầng trên nữa các bà con chú ha. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Wow. Dạ. Wow. Ngày đi tèo quân một cái ha. Dạ. Còn lên nữa mà mình không có lên theo cầu chung ha. Dạ. Còn cao tì tì tỉnh ha. Dạ thôi ha. Dạ. Dạ. Mình đi xuống nhà cầu chung ha. Dạ. Rồi. Ở trên đây cũng hơi tối vậy. Cũng hơi tối nha bà con cô chú ha. À nó có đường cầu thang lên nha. Nhưng mình không lên nha bà con chú ha. Dạ. Dạ, đi ra. Cái cửa này sợ gió dập nè, nên là phải đóng lại. Chứ không có gió nó dập nha bà con cô chú ha. Dạ. Wow. Dạ thì bây giờ mình đi xuống ha bà con cô chú ha. Tính đi cái tầng tầng 1 đặng đặng quay mà bây giờ lỡ xuống đất rồi. Dạ. Dạ đi một vòng ha bà con cô chú ha. Mình chạy một vòng của cái Linh Hoa tọa đàn đàn theo con của chú ha. Mình chạy một vòng, đây là Phật Di Lặc nè. Giờ hồi nãy trong đó thấy có mấy con cá đó bà con chú ha. Cá to đùng đó. Bây giờ những cô chú anh chị mình thay vì chủ nhật mình đi tham quan các nơi khác thì mình hãy ghé đến Hoa Viên Bình Dương nè bà con cô chú anh ha, để tham quan thấy cũng rất là có lý nha bà con cô chú anh ha. Ở đây cũng có cây xanh bóng mát ha. Dạ. Nhưng mộ thì hơi nhiều ha và dạ, bà con ha. Ai mà không thích thì cũng không nên ha. Ở đây là cái Hoa Viên mà nghĩa trang mà ha. Dạ. Còn ngắm cảnh đó thì chị Phong Sa Mốt thì chỉ có cái khu này thôi. Cho Linh Hoa tọa đàn thì vòng vòng ngắm cá lo ha, còn dưới
ghé hâm mộ của cộng đồng Vũ Linh ha, nhân dân. Dạ, ở đây cũng có những nhạc sĩ lớn ở đây ha bà con cô chú ha. Cá là nhiều ha, không thấy máu thấy cá là nhiều. Dạ, Lâm Phương, nhạc sĩ Lâm Phương là dân này nhiều lắm nha bà con cô chú ha. Dạ. Ủng nè, rồng nè, đang ngọc ngọc. Dạ, to đùng luôn ha bà con cô chú ha. Dạ. À, bây giờ mình còn đủ thời gian mình đi xuống dưới cái đồi đồi tâm linh ha bà con cô chú ha. Dạ. À, đi theo thằng con ngon ngót đi xuống với cái đồi tâm linh. Dạ. Đây đó cũng gần lắm cho con cô chú ha. Dạ thì đây qua đây thì hẳn xuống đây xíu cái là đến đồi tâm linh. Thì cái đồi đó thì ở đây đất ngày xưa nó bằng lắm mà con chú không có cái đồi á. Đây đồi đó là đồi nhân tạo do Hoa Viên Bình Dương mình làm ra. Nghe cái chú kia chú nói cái phòng chú không biết rồi, người dân đây cũng nói vậy đó. Người dân đây nói ngày xưa ở đây không có cái đồi hết nè, mà sao đâu chú mày quay đâu có cái đồi cao dữ à. Cái mình không biết, mình mới vô lần sau mình hỏi cái chú kia. Cái chú kia nói thì đồi này do mình tạo ra chứ không phải là đồi tự nhiên hả bà con chú nè. Ở phía bên trái màn hình quẹo phía bên trái màn hình là đến cái đồi tâm linh hả bà con chú nè. Dạ. Thì có đèn đồ rất là đẹp để con chú mốt coi có bật đèn chưa. Dạ, nhớ bật đèn rồi rất là đẹp ha, lung linh huyền bí hả bà con chú nè. Dạ. Đây con số mốt thấy ngoài đây coi có bật đèn rồi nha. Thôi thôi tốn hao điện năng cũng dữ dằn, nói chung là đầu tư lắm nha con chú. Dạ. Đầu tư dữ dằn lắm ha, đèn hai bên đó. Nhưng mà bây giờ còn sớm á, thì là cái chưa có thấy nó đẹp ha, sự là lung linh của cái đèn ha bà con chú ha. Thôi tối xí nữa kìa. À, cái đồi này khá là cao ha. Cao lắm, mình chạy xoắn ốc lên mới lên tới trên đỉnh thôi con ơi, cô chú nha. Còn hãy đi cục hang bộ đi đường này nè, nó leo lên rồi. Không có nghĩ chắc không có ai mà leo vào hang bộ đâu. Dạ, ta đi xe máy lên này cho nó tiện ha. Hang bộ lên đây chắc cao à, nín thở à. Dạ. Rồi rồi chạy đã rồi mới tới chạy xoắn ốc mà. À, cái này mới chuẩn bị nó bị nứt đó mà con cô chú ha. Wow, đó trên đây bằng đêm đèn đẹp cực kỳ bà con cô chú mình ha. Dạ, trời ơi đèn đẹp quá. Wow, ủa mới bật hay sao nãy con số mốt thấy cái đèn dưới chưa có cháy đó, các bà con cô chú mình thấy đẹp không? Ôi đất ơi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ. Yeah. Bên hồ Sư Lợi. Dạ, yeah. Còn bên là Ngài Phổ Hiền. Đó, dạ. Yeah. Giữa là Bổn Sư hay mà con chú anh ha. Dạ. Yeah. Phật Di Đà. Dạ. Yeah. Bây giờ chưa có tối, phòng số 1 nghỉ chưa có đẹp luôn ha. Tối này mới ở đây nó mới lung linh. Dạ. Yeah. Tối ở đây mới lung linh, còn bây giờ thì chưa có lung linh kho gì mấy ha. Ở đây cũng có kinh tụng suốt ngày trên cái lo trên đây nè, cũng thanh trên đây nè. Nhưng mà giờ chiều tối không có tụng mà con chú nè. Đây có ghi đá rồi đây nè. Nè. Dạ thì đến đây video cũng khá dài ha, phòng số 1 cũng xin kết thúc clip ha. Thì cuối clip thì phòng số 1 xin chúc cho bà con cô chú mình già thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn, thành công trong mọi công việc. Nhớ ủng hộ đăng ký kênh phòng số 1. Phòng số 1 chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Dạ, bye bye, xin chào. Bye.